Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 7 là tháng cô hồn, đen đủi, tháng mà người dân gian coi là tháng ma quỷ. Nhưng trong tháng đặc biệt này có được may mắn và thành công có lẽ không còn giáp nào khác ngoài tuổi Ất Dậu. Họ là những người có được may mắn, được lộc trời cho trong tháng 7 âm lịch, có những bước đột phá nhất định về công danh, sự nghiệp cũng như gia đạo. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu các nguyên lý mà người xưa dựa vào để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều quay vần, vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận cát hung của những gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 diễn ra như thế nào? Mời quý vị nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân đạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 7 từ ngày 11 tháng 8 dương lịch, đạp Giáp, Tân Mão, đạp âm Tùng, Bách Mậu. Ngày âm lịch 16 tháng 7 từ ngày 23 tháng 8 dương lịch, đạp Giáp, Quý Mão, đạp âm Kim, Bạc Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 7 từ ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, đạp Giáp, Ất Mão, đạp âm Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 bao gồm: ngày âm lịch mùng 5 tháng 7 từ ngày 12 tháng 8 dương lịch có nạp Giáp, Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch 17 tháng 7 từ ngày 24 tháng 8 dương lịch nạp Giáp, Giáp Thìn, nạp âm Phúc, Đăng Hòa. Ngày âm lịch 29 tháng 7 từ ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch nạp Giáp, Bính Thìn, nạp âm Gia, Trung Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nên sử dụng vật phẩm phong thủy Kim bài Thái Tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, Kim bài Thái Tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Dậu. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Kim bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, ở phần trên chúng ta đã cùng tìm hiểu về những vận trình chung của tháng 7 âm lịch. Vậy những người tuổi Ất Dậu trong tháng cô hồn có vận trình về tài lộc, sự nghiệp, gia đạo cũng như sức khỏe sẽ ra sao? Mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video. Tử vi tuổi Ất Dậu trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân năm Tân Sửu. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 Tân Sửu cho tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tháng này, các bác đón nhận nhiều tin vui trong gia đạo. Những người mong chờ phương xa sẽ trở về đem theo tài lộc. Nhờ phúc đức của tổ tiên mà tháng này mọi sự hung hòa cát, gia đạo vui vẻ, có được nhiều tài lộc về làm ăn cho con cháu. Tuy vậy, các bác cũng cần chú ý khi đi lại vì có dấu hiệu gặp tai nạn bất ngờ và gặp hạn thị phi. Ất âm mộc gặp Bình Dương Hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Ất Dậu. Dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bản mệnh ổn định, tương đối so với tháng trước. Gia đạo vui vẻ, con cháu hiếu thuận, cùng với đó sự nghiệp có được những bước tiến triển đáng kể. Đặc trưng tính cách của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Người tuổi Ất Dậu mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước rơi suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí, nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên, người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng là điểm yếu, lấy đi rất nhiều cơ hội của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật tốt, nhưng họ thường đi phê phán, đánh giá người khác, thẳng tính nên hay mất lòng người khác, bị gièm pha, nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, thích khen ngợi người khác, cũng muốn được người khác khen ngợi. Tính cách cố chấp, không chịu nghe lời khuyên bảo, đóng góp của mọi người nên nhiều phen lận đận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Sửu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem nghề sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tổng quan về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tháng 7 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ất Dậu không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ có điều, tinh thần của bản mệnh không được tốt. Bản mệnh gặp phải chuyện buồn về một số chuyện đã qua. Hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó. Tuy nhiên, tử vi tháng Bình Thân nhắc nhở bản mệnh trở nên âu sầu, lo lắng về những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Tuổi này của gia chủ sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ, mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để mọi người nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài tập hữu ích nhất. Trong tháng này, gia chủ cần chú ý khi đi ra ngoài, xem tử vi tháng Bình Thân cho thấy có thể sẽ xảy ra tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc vật nặng đem lại. Ở độ tuổi này, chỉ một tai nạn nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của gia chủ. Khả năng hồi phục gần như là không có, nên kênh Phong thủy Gia Cát nhắc nhở gia chủ cần cẩn trọng nhiều hơn, sức khỏe quý hơn tất thảy mọi thứ mà mọi người mong muốn. Kênh Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang phát bảo, là bảo vật của nhà Phật, ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trừ khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già, rất tốt cho gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy minh quang phát bảo được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tổng quan về tình cảm, gia đạo của mệnh chủ. Những người tuổi Ất Dậu phần lớn phải tự lập, tự lực, tự cường, có lòng bác ái. Họ luôn mong giúp đỡ người khó khăn, chịu khó học hành, biết phân biệt phải trái. Họ được bà con thân tộc vị nể, người đời yêu mến. Là người có duyên, họ thân thiện với mọi người, ăn nói lưu loát nhưng luôn muốn bảo vệ ý kiến của mình, chứ ít chịu thua, khó thừa nhận cái sai của bản thân. Người này không có số nô bộc, nên dẫu sống vui vẻ với mọi người nhưng không có bạn tốt. Trong tháng Bình Thân năm Tân Sửu, gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa, tốt đẹp. Như thái độ đối nhân xử thế khéo léo, luôn được mọi người quý mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Nếu đang sống đơn thân, tuổi Ất Dậu có cơ hội gặp gỡ người khác phái, vun đắp tình cảm ấm áp lúc tuổi già. Có thể nhìn thấy ở tuổi này, tình yêu không còn quan trọng, nhưng cũng là chút niềm vui an ủi khi về già. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về vận trình tử vi tuổi Ất Dậu trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với mỗi người đều có số mệnh và may mắn khác nhau, nhưng để may mắn được tuổi Ất Dậu quả là hiếm có. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.